Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa một cái bình đun siêu tốc hoặc là cái ấm đun siêu tốc. Đây là một vật dụng rất hữu ích trong gia đình. Tuy nhiên nó có một số hư hỏng rất đơn giản. Này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đã kiểm tra sơ bộ nhanh chóng và khắc phục được cái hiện tượng mà cái bình đun siêu tốc này nó bị hư. Dụng cụ cần để sửa chữa như một cái kèm, một cái tu vít ha, dùng để mở. Các bạn có một cái tiếp, cái đầu này là đầu 5.5 ly. Trong trường hợp mà mở con ốc phía dưới tiếp điểm của nó, cái này cũng đơn giản, ba ngóc ha, mình tháo phía dưới ra để mình xem cái cấu tạo bên trong của nó. Thứ hư hỏng á, phần lớn là nằm phía dưới này luôn chứ nó không nằm trên phía trên, tại vì phía trên nó chỉ có bố trí một cái công tắc thôi. Ở đây là cái công tắc nguồn. Mình đã vẽ ra một cái sơ đồ mạch điện đơn giản, nguyên lý và cái cấu tạo bên trong cái ống đun siêu tốc này. Thì bên ngoài á là hai cái vòng bằng đồng gắn cái điện áp AC 220V, thì nó kết nối vào một cái đế, cái dây nguồn của nó. Ở đây bên trong này á có hai cái chốt ha. Khi bạn thả cái đế này vô là nó tiếp xúc với hai chốt này. Đây là hai cái mòn kim loại. Tiếp theo nó sẽ có một cái công tắc bật tắt nguồn. Cái dây của nó nè, nó đi lên phía trên và nó thông qua cái công tắc mở nguồn đây. Nó sẽ ra một cái thanh điện chở nung nóng. Ở đây sẽ có một cái đèn báo mắc song song với cái thanh điện chở này. Thì khi mà các bạn bật công tắc á, thì cái đèn báo này nó sáng. Đồng thời cái thanh điện chở nung nóng này sẽ hoạt động ha. Nó sẽ nung nóng nước trong cái phần inox phía trên. Có nghĩa là các bạn bật công tắc thì đèn sáng, là cái ấm này nó hoạt động. Đơn giản vậy thôi. Đây là cái đèn mắc song song với cái thanh điện chở nè. Thanh chở ở đây nó có ký hiệu là khoảng công suất 1500W. Điện áp nó ghi ở đây là 220V và tần số 50Hz. Rồi phần bên trong này á, nó sẽ nối liền với hai cái tiếp điểm. Cứ nghiêng nghiêng bên đây á, nó sẽ có hai cái tiếp điểm ha. Phía trên cái này á, nó sẽ có một cái miếng kim loại có chức năng là giãn nở, là nghĩa là khi mà nhiệt độ trong cái ấm này á, nó sôi khoảng 100 độ thì cái thanh này á nó sẽ đẩy, là nhờ cái miếng kim loại này giãn nở. Cái thanh này có cấu tạo bằng nhựa hoặc bằng sứ, anh chị đưa nhiệt độ cao á hoặc là bằng sứ. Cái nguyên lý hoạt động của nó cũng đơn giản. Khi các bạn đặt cái ấm đun siêu tốc này vô cái đế điện á, thì đây các bạn bật công tắc lên thì mạch này nó thông mạch, dòng điện nó sẽ qua
thanh điện trở nung nóng này và nó nối vào đèn báo hai này mắc song song với nhau. Dòng điện nó qua cái tiếp điểm này và nó về một cực của AC 220V ha, tại vì có dây nóng dây nguội á. Thì đây cái phần miếng gọi là giãn nở nó sẽ có tác dụng là khi mà nước sôi á thì nó sẽ ngắt ha, nó đẩy nó nóng lên, nó giãn ra, nở ra, nó đẩy cái chốt này xuống là nó ngắt cái tiếp điểm này lại. Cái mạch này á nó sẽ hở mạch ha, nó không cung cấp điện nữa, có nghĩa là nó ngắt. Rồi để một thời khoảng thời gian sau á là nhiệt độ nó giảm xuống thì cái miếng kim loại giãn nở này á nó co về, nó trở về trạng thái ban đầu, thì cái thanh này á nó sẽ đẩy lên. Nó sẽ nối liền mạch y hệt như cũ ha. Thì về cái phần nguyên lý hoạt động của nó khá đơn giản. Những cái hư hỏng mà cái ống nuôi siêu tốc này nó hay bị thường bị á là không hoạt động. Cái nghĩa là mất nguồn ha, các bạn cắm vô á là cái đèn này nó không sáng nè. Như vậy thứ nhất á, các bạn kiểm tra cái dây dẫn và tiếp xúc ống điện đối với đế. Như ở đây các bạn kiểm tra đối với những một cái ống ở Trung Quốc á, cái đầu này hay bị đứt á, thì mình kiểm tra thông mạch, kiểm tra điện áp đầu vào trước nha. Các bạn có thể đo điện áp AC 220V ngay chỗ hai cái tiếp điểm chỗ này nè, hoặc là các bạn có thể dùng đồng hồ VOM các bạn đo thông mạch. Kiểm tra trước cái đế này coi nó có điện hay không, thì nhiều trường hợp nó bị đứt là mấy cái đầu này chất lượng không tốt. Đo cái thông mạch trước, nếu có hai đầu thì mình chấm vào hai cái vòng đó, như vậy là chứng tỏ là cái này có điện nè, điện nó vô đến đây rồi. Tiếp theo thì các bạn xem lại cái tiếp xúc đây nè, hai cái vòng, vòng thứ nhất, vòng thứ hai, coi cái phần này á nhiều khi các bạn để lâu nó ẩm mốc hoặc nó dơ á, mình vệ sinh lại ha, làm sao cho cái phần hai phần đồng này nè tiếp xúc với hai cái má kim loại đồng ở phía này, khi mình thả cái ấm này xuống á là nó tiếp xúc với nhau ha. Như vậy các bạn chú ý cho mình, thứ nhất là dây dẫn, đường dẫn coi nó bị đứt hay không, cái thứ hai là hai này tiếp xúc với nhau. Giữa cái phần thân cái ấm đun siêu tốc và cái đế, ngoài ra bung phía dưới ra là các bạn kiểm tra cái dây dẫn nè. Như trường hợp này á là cái dây của mình nó bị đứt luôn nha, do quá nhiệt á nó đứt, vì nhiều dây á nó chất lượng á, lõi đồng á nó không chịu được cái dòng nó lớn quá nên nó bị cháy. Thì mình có thể dùng cái sợi dây đồng tiết diện lớn á, mình thay cho mình hàng vô ha, mình nối lại cho nó chắc chắn, nó đảm bảo được cái nó chịu được dòng tải. Khi mà các bạn đã kiểm tra tất cả ok rồi mà vẫn không lên nguồn, đèn nó không sáng, thì mình sẽ tiếp tục kiểm tra cái phần hai tiếp điểm. Hai cái tiếp điểm này là rất quan trọng, nó hoạt động với cường độ cao. Mặt khác á, cái tiếp điểm này nó khi mà nó bật tắt kiểu này á, nó sẽ phát sinh ra hồ quang điện ha, nó làm cái tiếp điểm này nó bị mài mòn hoặc nó bị oxy hóa không tiếp xúc. Nhiều khi cái đầu tiếp điểm này bị đen á thì mình phải xử lý, mình kiểm tra hai cái tiếp điểm này trước. Khi mà tiếp điểm của mình bị dơ thì mình lấy giấy nhám mình chà lại ha. Còn những cái tiếp điểm của mình bị mòn á là khi mà nó đóng mở phát sinh hồ quang điện thì mình dùng cái dây chì mình xi mình đắp lên một tí ha, nó bị khuyết, nó bị lõm vô á. Đây mình tiến hành mình tháo, mình kiểm tra cái tiếp điểm
tháo từng phần ra, tách rời ra hai bên ha. Tại vì ở đây là cái thanh chở của mình với lại cái đèn nó bắt song song với nhau. Mình tháo cái đầu, hai đầu của thanh chở. Thì đơn giản thôi. Như các bạn nhìn sơ đồ các bạn biết, cái thanh chở này rất ít khi hư ha. Nói chung là hiếm khi hư lắm. Các bạn có thể đo tổng chở được. Đây, tổng chở của mình nè là tầm 36 ohm ha. Trường hợp mà các bạn đo mà tổng chở nó không có là cái thanh chở này nó bị hư ha. Thì mình có thể mình mua cái thanh chở khác mình thay vô. Nhưng mà đa phần cái thanh chở này ít bị hư, rất hiếm rồi. Rồi tiếp theo đây mình sẽ mở kiểm tra cái hai cái tiếp điểm. Thì đối với một số ấm cái ốc này nó sẽ có ba con ốc, nó siết nhẹ thì mình dùng kềm mình vặn ra ha. Trường hợp mà nó mà vặn không được, nó cứng ngắc thì các bạn dùng cái tiếp cho mình. Cái đầu tiếp là khoảng 5.5 ly ha. Mình mở ba con ốc này ra. Phía dưới này nó có cái đế tiếp điểm, rồi mấy cái thanh mà đã ngắt trong trường hợp ấm nước sôi của mình nó đã sôi rồi. Nguyên nhân mà cái ấm này nó không hoạt động á, trên 50% là nó bị do tiếp điểm. Thì các bạn phải kiểm tra kỹ. Đa phần nó bị dơ hoặc nó bị khuyết tiếp điểm á. Đây, mình tháo ra được cái dây rồi. Cái phần dây này đang là không có nha, tại vì nó sẽ nối. Nhưng mà cái phần này lúc trước đã sửa là do nó bị cháy dây á. Nè, cái dây của nó khá nhỏ, nó bị cháy đứt luôn. Thì mình dùng một cái dây đồng tiết diện lớn, lõi lớn hơn, tăng cái khả năng chịu dòng. Mình hàn vô đây ha. Phía đây là có ba cái chấu để gài cái đế bằng kim loại và một cái phần nhựa ở trên đây nè. Bạn dùng cái tô vít hoặc là bút thư điện á, mình lẫy lên. Nói chung là có ba cái ngàm này nè, mình đẩy cho nó thẳng. Ba phía luôn. Rồi sau đó mình tách ra. Các bạn lưu ý phía trên đây, đây là cái phần thanh kim loại hôm nay mình đã nói. Phía dưới này nè, có một cái thanh nhựa hoặc là thanh sứ chịu nhiệt ha. Nó sẽ đẩy cái tiếp điểm này. Đây là hai tiếp điểm của nó. Bình thường hai tiếp điểm này đóng lại nha, khi mà cái này nó nguội á, nó đóng. Còn trường hợp mà nhiệt độ nó lên khoảng 100 độ á, thì cái phần kim loại này nè, nó sẽ đẩy cái thanh nhựa. Hai cái tiếp điểm này nó sẽ mất tiếp xúc nhau. Thì quan trọng là hai tiếp điểm này. Tiếp đây mình sẽ tách cái phần đế kim loại này với phần nhựa ra. Các bạn đẩy ba cái ngàm này trước nha, cho nó thẳng ra rồi mới tách ra được. Sau khi các bạn đẩy lên á, các bạn tháo được cái phần đế này ra. Đây là phần kim loại nha. Nó khi mà nó nóng lên á, nó sẽ giãn nở, nó đẩy cái chốt này nè. Ở đây có một cái chốt bằng nhựa sứ gì nè,
các bạn giữ cẩn thận nha, coi chừng nó rớt nó thất lạc họ mà tìm nó khó lắm. Nhiều khi các bạn phải dùng di động á, di động lõi một sợi á, mình độ chế lại. Đây là cái phần tiếp điểm. Hai cái phần tiếp điểm nha. Thì đây mình kiểm tra như thế nào. Các bạn nhìn đây, các bạn có thể dùng VOM các bạn đo tổng chở. Trường hợp mà nó hở thì mình phải tháo ra. Rồi mình vệ sinh lại. Cái phần tiếp điểm này mình tháo được luôn nha. Ở đây có con ốc á, mình mở ra. Nè, mình đo cái tổng chở của nó. Có trường hợp mà nó thông mạch á, là tất nhiên là cái này nó không sao hết. Còn trường hợp mà nó bị hở mạch á, là mình phải vệ sinh lại. Là do cái tiếp điểm của mình bị khuyết hoặc là bị dơ. Ở trạng thái bình thường á, các bạn đo hai tiếp điểm này phải thông nhau. Đó. Trường hợp mà các bạn thấy nó đo nó không có tổng chở, nó không thông như vậy á, là các bạn mới mở cái tiếp điểm này ra, các bạn vệ sinh lại hoặc là các bạn đắp chì vô. Tại vì bên trong á, các bạn nhìn có thể nhìn trực tiếp vô đây á, nó bị khuyết á. Thì mình mới dùng chì mình xi lên tiếp điểm, lấy dây chì nữa. Xi cho nó nhô cao một tí nữa là ok ha. Còn mở hai cái chấu này ra nè, ở đây có hai cái chấu thì các bạn dùng nhíp. Đây mình dùng nhíp á, mình bẫy hai cái lẫy này ra rồi mình tháo cái tiếp điểm này ra. Cái này tiếp điểm trên và ở đây tiếp điểm dưới ha, tháo ra vệ sinh hoặc thêm chì vô. Khi mà các bạn đo tổng chở hai cái này không có, một á là nó bị dơ, hai là nó bị khuyết, là bị hở mạch á, do phát sinh hột quang điện trong quá trình đóng ngắt. Vấn đề mà khi mà cái ống của mình nó hoạt động á, thì đang dòng điện nó chạy qua đây nè, chạy qua con tắc này, chạy qua thanh chở nhiệt nè, đây chạy qua tiếp điểm. Rồi khi mà nước sôi á thì tự nhiên nó ngắt ra, thì nó phát sinh ở giữa hai cái tiếp điểm này á, hồ quang điện ha. Một là làm oxy hóa đen đầu tiếp điểm. Khi mà các bạn dỡ chở về trạng thái bình thường á, là hai tiếp điểm đen thui thì mình phải vệ sinh lại. Hai á là mình phải đắp chì vô, tại vì nó có khuyết ở đây, nó bị lõm vô. Các bạn nhìn thấy kiểm tra cái tiếp điểm này nó lõm vô, nó làm cho hai cái tiếp điểm này khi về trạng thái bình thường nó bị hở mạch ha. Nguyên nhân chính của cái bếp đun sôi tốc trên 50% là do cái tiếp điểm này. Mình kiểm tra cái tiếp điểm này thường xuyên nha. Còn vấn đề mà các bạn hư khi mà bị công tắc á, thì kiểm tra cũng dễ, mình đo tổng chở thôi. Những cái linh kiện như cái tiếp điểm này nè, hoặc là mấy công tắc này á, thanh điện chở đèn báo gì, nói chung là cũng có cái linh kiện để thay thế luôn nha. Thì nhiều công ty lớn người ta nhập hàng và nhập bên Trung Quốc có những linh kiện để người ta bảo hành, bảo trì cái ống này. Hoặc những cái trường hợp mà các bạn không có, các bạn ra chợ Kim Biên ở thành phố Hồ Chí Minh á, mình mua và linh kiện và mình thay ha. Đây mình vừa mở hai cái nắp này ra. Cái phần tiếp điểm này ở phía trên. Lấy cái nắp, phần nắp nhựa ra. Ở đây sẽ có hai con ốc, mình mở ra luôn. Phía dưới này cũng có một con ốc luôn. Đây là cái trường hợp mà để các bạn kiểm tra coi cái công tắc mình đó có hoạt động tốt hay không ha. Trường hợp hư công tắc cũng rất hay xảy ra. Thì do cũng phát sinh hột quang điện á, cái dòng công suất lớn mà cái công tắc của mình á nó bật tắt hoài, thì nó cũng làm phát sinh hột quang điện. Tại vì khi mà
nó ngắt á thì cái công tắc nó sẽ ngắt luôn. Nó trở về trạng thái ban đầu ha. Phần nhựa này mình tháo luôn nè. Đây là phần công tắc của nó ha, bật tắt. Mình tháo phần này ra luôn. Cái công tắc này cũng có ha, để mình thay thế. Các bạn ra mấy chỗ mà bán cái thiết bị mà sửa cái ấm đun siêu tốc này, nó cũng có bán. Ở đây nè, có hai cái dây điện. Các bạn kéo cho nó lòi cái phần kim loại này ra. Rồi mình đo thông mạch thôi. Đó. Như vậy là thông mạch ha. Còn các bạn bật ngược lại là nó phải ngắt mạch. Nè, trường hợp này ngắt mạch ha. Mình bật đây, bắt buộc phải thông mạch. Đó. Còn trường hợp khác á, thì các bạn có độ chế lại. Trường hợp công tắc này hư không có đồ thay á, hoặc các bạn có thể tháo ra vệ sinh. Nhưng mà cái công tắc này nói chung là không bao nhiêu tiền á đó. Mình ra mình mua cái công tắc mới và thay luôn. Trường hợp mà nó bị hư, các bạn đo không thông mạch đó, nó bị hở mạch đó. Nào, khi mà các bạn bật xuống nó không thông mạch thì mình thay nha. Còn trường hợp mà nó thông mạch như thế này là ok. Đó. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa chữa từ A đến Z tất cả những cái ban mà gây ra ở cái bình đun siêu tốc nó bị không hoạt động. Thứ nhất á, chạy dây dẫn nha, với tiếp xúc ống điện đối với đế. Cái phần thứ hai là các bạn kiểm tra cái tiếp điểm này cho mình là trên 50% nó gây ra ban bệnh, cái bệnh đuôi siêu tốc không hoạt động. Còn chờ kiểm tra công tắc thì cực dễ luôn, mình tháo ra mình kiểm tra. Nhiều khi á, các bạn có thể kiểm tra phía dưới, phần phía dưới này luôn, các bạn không cần tháo cái tay cầm này ra đâu. Mình kiểm tra phía dưới, khi mình bật lên á là các bạn đo tổng trở phía dưới á, nó sẽ báo cho mình luôn nó có tiếp xúc hay không ha. Nhưng mà đa phần á là các bạn kiểm tra tiếp điểm nè hay gây ra cái hiện tượng này nhất. Rồi vậy là video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa chữa bình đun siêu tốc nha. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.